Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức trong ngày của Đài Tiếng trẻ Hải ngoại BNTV 57.3. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 8 tháng 6 năm 2012. Xuân Phương cùng Tổng Bà Mỹ Tập xin kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức thế giới trong ngày của Đài Tiếng trẻ Hải ngoại. Kính thưa quý vị, các ca sĩ cách mạng dẫn đầu cuộc chống đối tại Syria. Những người được gọi là ca sĩ cách mạng đã trở thành một trong những biểu tượng chính trong cuộc đứng dậy chống chế độ độc tài Bashar al-Assad. Ở thị trấn Bin Nish thuộc tỉnh Idlib, nhiều ca sĩ cách mạng đã giúp tập trung hàng ngàn người tại quảng trường chính của thị trấn để nghe và cùng hát những bài hát cách mạng do chính họ sáng tác. Nhiều ca sĩ chưa từng hát trước khi cuộc cách mạng bắt đầu. Các video đưa lên các trang mạng trong ngày thứ Tư cho thấy ba ca sĩ đang hát trên nóc một tòa nhà trong suốt quảng trường, có hàng trăm người tập trung và hát những bản nhạc có nội dung đòi cáo chung chế độ độc tài Bashar al-Assad đã đàn áp người biểu tình chống đối trong 15 tháng qua, làm ít nhất 10.000 người thiệt mạng. Ca sĩ Mazen al-Sayed đã hát rằng tiếng hát này dành cho tự do, theo ý muốn của Chúa Trời, tiếng hát này không thể bị ai tước đoạt ngoài Chúa Trời. Tiếng hát này dành cho những người tranh đấu, những người yêu tự do, không bao giờ bỏ cuộc khi chưa lật đổ được tên Bashar. Trở thành một ca sĩ cách mạng rất nguy hiểm, chế độ sẽ săn lùng họ và nhiều người đã bị đánh chết trong nhà tù. Một ca sĩ cách mạng nổi tiếng ở thành phố Hama đã bị cắt cổ và ném thi hài xuống sông. Trước khi chết, ca sĩ Ibrahim Kwasu đã viết ra bản nhạc nổi tiếng mang tựa đề Bashar ra đi. Ở thành phố Homs, ca sĩ cách mạng nổi tiếng nhất là ông Abdel Basset Saru, nguyên là cầu thủ giữ gôn cho đội túc cầu quốc gia Syria. Cố vấn Ngoại giao Hoa Kỳ gặp viên chức Ngoại giao Nga, tin từ Mặt Tư Khoa. Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Fred Hoff đã đến Bộ Ngoại giao của Nga để thảo luận về tình hình Syria. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon đã cảnh cáo Hội đồng Bảo an là Syria đang đi gần tới nội chiến. Phe đối lập Syria, các nước Tây Phương và các nước vùng vịnh muốn lật đổ ông Bashar al-Assad, cho rằng chương trình hòa bình 6 điểm của ông đặc sứ Kofi Annan đã thất bại vì không được chế độ tôn trọng. Chế độ tiếp tục dùng quân đội để đàn áp dân chúng trong nước và tấn công lực lượng dân quân. Các nhà ngoại giao Tây Phương nói rằng, qua lời tường trình của ông Kofi Annan và ông Ban Ki-moon trước Liên Hiệp Quốc, đây là lúc phải gia tăng cấm vận đối với chế độ. Cả ông Ban Ki-moon lẫn ông Kofi Annan đều mạnh mẽ lên án vụ tàn sát tại thị trấn Hula trong ngày 25 tháng 5 và tại làng Mashhad al-Qabir trong ngày thứ Tư và thừa nhận chương trình hòa bình của ông Annan không có hiệu quả. Trước đó, Nga đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận một sự chuyển giao quyền lực tại Syria theo kiểu của Yemen, cho thấy Mặt Tư Khoa cũng đã bắt đầu rời xa ông Bashar al-Assad. Hoa Kỳ đang thuyết phục Nga áp lực ông al-Assad phải từ chức, nhưng Nga tuyên bố đây là vấn đề chỉ có người dân Syria mới có thể quyết định. Nga đã dùng quyền phủ quyết ngăn chặn nhiều quyết định của Hội đồng Bảo an và dùng quyền phủ quyết như một phương tiện để bảo vệ cho chế độ al-Assad đã mua vũ khí của Nga và cho phép Nga đặt một căn cứ hải quân tại Trung Đông. Lập trường của Nga đã ngăn chặn sự trừng phạt của Hội đồng Bảo an và ngăn chặn những nỗ lực nhằm loại bỏ ông al-Assad của các nước Tây Phương và vùng vịnh. Tại hội nghị của khối G8, Tổng thống Barack Obama đã nói rằng ông al-Assad phải từ bỏ quyền hành và kiểu mẫu chuyển giao quyền lực được thực hiện tại Yemen có thể được áp dụng cho Syria. Tổng thống Yemen ông Ali Abdullah Saleh đã phải trao quyền cho phó tổng thống trong tháng 2 năm nay sau khi dân chúng trong nước đứng lên biểu tình chống đối chế độ liên tục trong vòng một năm. Tại hội nghị ở Istanbul trong ngày thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton đã nói rằng để đem lại hòa bình cho Syria, ông al-Assad phải hoàn toàn từ bỏ quyền lực. Ngoại trưởng Clinton đã cử ông Fred Hoff sang Mặt Tư Khoa để thương lượng với Nga. Một viên chức ngoại giao đã đề nghị Ngoại trưởng Clinton đưa ra một số giới hạn tối thiểu cho chương trình chuyển tiếp có thể làm cho Nga bắt buộc phải chấp nhận, mặc dù Mặt Tư Khoa muốn ủng hộ ông Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Đức họp báo tại thủ đô Beirut, tin từ Beirut. Ngoại trưởng Đức ông Guido Westerwelle đang viếng thăm Lebanon và đã mở cuộc họp báo sau khi gặp Thủ tướng Najib Mikati. Qua cuộc họp báo, Ngoại trưởng Westerwelle nói rằng quốc tế ủng hộ chương trình 6 điểm của ông đặc sứ Kofi Annan nhưng cần phải gia tăng áp lực chính trị đối với ông Bashar al-Assad.
tình hình bạo động, những sự tàn bạo đã diễn ra ở mức độ khủng khiếp, ảnh hưởng tới các nước lân bang, đặc biệt là Lebanon. Giải pháp chính trị cho Syria vẫn còn có thể tìm được, nhưng quốc tế cần phải có hành động mới. Các nước Ả Rập và cộng đồng quốc tế đã chia sẻ quan điểm của ông Kofi Annan và sẽ tiếp tục làm việc bên trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an và cả bên ngoài Hội đồng để áp lực chế độ Al-Assad qua các biện pháp cấm vận. Các nhà ngoại giao Tây Phương nói rằng, thông điệp của ông Kofi Annan và ông Ban Ki-moon tại Hội đồng Bảo an trong ngày hôm qua đã rõ ràng cho thấy đây là lúc phải gia tăng cấm vận. Đặc sứ Iran tại cơ quan IAEA gặp các giới chức cao cấp của cơ quan này, tin từ Vienna. Đặc sứ Iran tại cơ quan nguyên tử năng quốc tế là ông Ali Sultanyet đã tới Vienna để họp với các quan chức cao cấp của cơ quan nhằm đúc kết bản hiệp ước cho phép các thanh tra của cơ quan nguyên tử năng quốc tế có thể đi xem xét một địa điểm quân sự của Iran bị nghi ngờ đang nghiên cứu chế tạo vũ khí nguyên tử. Ngày hôm nay, giới chức của cơ quan nguyên tử năng quốc tế hy vọng có thể buộc Iran ký kết hiệp ước chấp nhận cho viếng thăm cơ sở quân sự Parchin và những nơi bị nghi ngờ có liên quan đến chương trình nguyên tử quân sự của Iran. Cả hai bên đều nói rằng các cuộc đàm phán trước đó đã tiến triển tốt đẹp nhưng vẫn còn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết. Châu Phi cần khẩn cấp cải thiện an toàn hàng không, tin từ Johannesburg. Một chuyên viên hàng không của Nam Phi nói rằng tai nạn phi cơ là 153 người chết trong ngày Chủ nhật vừa qua, cho thấy an toàn hàng không tại châu Phi là vấn đề cần phải khẩn cấp đối phó. Chiếc Boeing McDonnell Douglas MD-83 của công ty hàng không Dana Air đã đụng vào một tòa chung cư, làm tất cả những người có mặt trên phi cơ bị thiệt mạng và làm cho 6 người dưới mặt đất bị chết. Ông Guy Lech là một chuyên viên hàng không tại Johannesburg, nói rằng an toàn hàng không là quan tâm chính của châu Phi. Tai nạn chiếc phi cơ của Nigeria là tai nạn thảm khốc nhất chưa từng có trong 20 năm qua. Giao thông hàng không châu Phi chiếm chưa đầy 10% trên thế giới, nhưng tai nạn chiếm đến 40%. Mức độ tai nạn này hoàn toàn không tương xứng với con số chuyến bay vì phi công thiếu huấn luyện và ngành hàng không thiếu quy luật. Trong ngày hôm qua, những tờ báo tại Nigeria đã đăng tải chi tiết về các phi cơ trong nước, cho thấy nhiều chiếc phi cơ đã được dùng trên 30 năm. Người dân Nigeria nói rằng phi cơ quá cũ, không bảo trì đúng mức đã làm cho tai nạn thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, tổng giám đốc của công ty Dana Air, ông Jackie Hatiramani, nói rằng công ty đã mua phi cơ từ những công ty sản xuất nổi tiếng. Có gần 900 chiếc MD-80 đang bay trên các đường bay quốc tế. Trên một nửa số phi cơ MD-80 đang được công ty hàng không Delta Airlines của Hoa Kỳ sử dụng. Số tuổi trung bình của phi cơ của hãng Delta còn cũ hơn phi cơ của Dana Air. Ông Lech cho rằng, ban giám đốc các hãng hàng không châu Phi muốn tiết kiệm tiền nên thường mua các bộ phận thay thế lậu và không bảo trì đúng tiêu chuẩn nên đã thường xuyên đưa tới tai nạn. Ông Oscar Wilson là giám đốc điều hành của các chuyến bay của hãng Dana Air, cho biết phi công đã báo cáo máy phi cơ bị ngưng hoạt động, nhưng không biết rõ là một máy bị hư hay cả hai máy. Những chiếc phi cơ của hãng Dana Air đã được thử nghiệm có thể bay với một máy theo tiêu chuẩn quốc tế, và hãng Iberia Airlines thuộc tập đoàn hàng không quốc tế đặc trách công việc bảo trì. Chính phủ Nigeria đã thành lập một quỹ ban điều tra an toàn hàng không trong nước và rút giấy phép hoạt động của hãng Dana Air vô thời hạn. Phong trào chiếm nhà ở bất hợp pháp ở Tây Ban Nha gia tăng, tin từ Madrid. Chiếm nhà ở bất hợp pháp là điều ít khi xảy ra tại Tây Ban Nha, nhưng nạn chiếm nhà đã gia tăng khi số người thất nghiệp ngày càng đông. Người thất nghiệp không có tiền trả tiền nhà, bị tịch thu nhà, đã phải ra sống trên đường phố. Ngân hàng đuổi người mua không có tiền trả nợ, nhưng không có thể bán cho ai, nên có rất nhiều nhà bị bỏ trống. Một số người không còn nhà đã tạm chiếm những căn nhà bỏ trống này để ở. Khi thị trường nhà đất bị sụp đổ trong năm 2008, hàng ngàn người đã bị tịch thu nhà, nhưng các công ty xây dựng không thể bán cho người khác. Ông Tony cùng với 32 gia đình khác cũng đã chiếm một khu chung cư, nói ông ta có thể sống trên đường phố, nhưng ông ta không thể nào để cho đứa con trai 13 tuổi sống trên đường phố được. Cũng giống như nhiều người Tây Ban Nha khác, ông Tony đã bày tỏ sự tức giận đối với việc chính phủ cắt giảm ngân sách giáo dục, y tế
trong lúc dùng hàng tỷ Mỹ Kim để cứu nguy cho hệ thống ngân hàng. Không phải là những người từng coi thường pháp luật, những gia đình chiếm tòa chung cư đã sống trong bóng tối 3 đêm liên tiếp, nhưng nhu cầu đã buộc họ phải thắp đèn lên và bắt đầu sử dụng các phương tiện trong nhà. Những người đang chiếm khu chung cư bỏ trống này nói rằng họ không chỉ muốn có nhà để ở, mà hành động của họ nhằm cho thấy cuộc khủng hoảng đã ảnh hưởng như thế nào đối với người dân Tây Ban Nha, đi làm việc hay thất nghiệp đều cũng không thể trả tiền thuê, phải sống bên lề đường. Theo ước tính, hiện có 1 triệu căn nhà bị bỏ trống ở Tây Ban Nha. Phong trào Los Indignados, có nghĩa là những người tức giận, đang bắt đầu thành lập các hội đồng địa phương để chống lại việc người dân bị trục xuất khỏi nhà khi họ không thể trả tiền vay mua nhà. Những người phát ngôn viên của ngân hàng Ibercaja nói rằng, ngân hàng chưa có dự tính tiến hành thủ tục pháp lý đối với những người đang chiếm tòa chung cư để ở. Điện trong tòa chung cư đã bị cúp, mặc dù những người chiếm đóng nói rằng họ sẵn sàng trả tiền cho công ty điện lực như mọi khách hàng bình thường khác. Ba Lan tăng cường kiểm soát an ninh tại biên giới, tin từ Vasso. Cảnh sát biên phòng Ba Lan đã gia tăng kiểm soát đường biên giới với Đức trước khi đội tuyển của Ba Lan và đội tuyển của Hy Lạp giao đấu tại thủ đô Vasso. Cảnh sát cho biết Ba Lan đã gia tăng kiểm soát biên giới để chặn những người khách không được hoan nghênh. Cảnh sát Ba Lan và cảnh sát Đức đang hợp tác chặt chẽ trong việc này. Việc gia tăng kiểm soát biên giới tạm ngưng thi hành hiệp ước Schengen nhằm bảo đảm an ninh cho các trận đấu luân phiên giành chức vô địch túc cầu châu Âu năm 2012, kéo dài từ ngày 8 tháng 6 cho đến ngày 1 tháng 7. Vừa rồi là phần tin thế giới trong ngày của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Xin quý vị đừng rời màn hình, sau một vài thông tin thương mại, Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin Á Châu.